Quý vị và các bạn thân mến, trong Tam Quốc Chí có hai trận đánh làm ảnh hưởng lớn đến bước ngoặt của thế cục, một là trận Xích Bích và một là trận Di Lăng. Đặc biệt, trận Di Lăng mang ý nghĩa mấu chốt định đoạt số phận ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Lưu Bị chính là người khởi xướng nên trận đánh này qua nhiều lý do. Mạo hiểm đi một nước cờ một mất một còn với Đông Ngô, Lưu Bị đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Vậy tại sao từng trải qua trăm trận như Lưu Bị lại bị hậu bối Lục Tốn đánh bại? Từ một thuộc hạ dưới trướng Lữ Mông, Lục Tốn tận dụng tài cầm quân xuất chúng của bản thân và trở thành một võ tướng cốt cán của tập đoàn chính trị Đông Ngô. Lục Tốn tự Bá Ngôn cũng là một tướng lĩnh nổi danh trong chiến tuyến Đông Ngô. Sinh thời, ông được xem là một nhân tài quân sự kiệt xuất vào giai đoạn hậu kỳ thời Tam Quốc. Chiến công nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của vị tướng họ Lục này chính là trận Di Lăng. Trong trận chiến để đời ấy, ông đã dùng lửa thiêu rụi 40 quân doanh trong tay Lưu Bị, khiến cho quân Thục đại bại và hốt hoảng chạy trốn. Trước khi lập được chiến công lừng lẫy này, Lục Tốn đã từng phối hợp với Lữ Mông và thành công trong việc gài bẫy danh tướng uy trấn thiên hạ là Quan Vũ. Sau này, Lục Tốn nhiều lần tham gia các chiến dịch quân sự chống lại Tào Ngụy và từng khiến cho phe địch phải chuốc lấy thảm bại ở Thạch Đình. Từ những thành tích quân sự đáng nể kể trên, không có gì khó hiểu khi Lục Tốn được xếp vào hàng ngũ những thống soái tài năng hàng đầu thời bấy giờ. Trong trận Di Lăng, tương quan lực lượng giữa Thục và Ngô đã khá rõ ràng. Về phía Thục Hán, Lưu Bị dẫn theo 4 vạn quân và các tướng Mã Lương, Hoàng Quyền, Trình Kỳ, Trương Nam, Ngô Ban, Phùng Tập và Triệu Vân. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung viết Lưu Bị dẫn đến 70 vạn quân. Ở bên kia chiến tuyến, Tôn Quyền đã có trong tay 5 vạn binh và các tướng là Chu Nhiên, Phan Trương, Tống Khiêm, Hàn Đương, Tôn Hoàn và Từ Thịnh. Qua bố trí lực lượng tướng và quân hai bên, các sử gia khẳng định từ đầu quân Ngô đã có ưu thế hơn quân Đông Trinh của Lưu Bị. Là một tướng lĩnh, Bị rõ ràng biết được điều đó, nhưng ông đã bất chấp để xuất binh. Đây rõ ràng là một nước cờ mạo hiểm chết người của vị chủ công nước Thục này. Mặc dù Lưu Bị cả đời chinh chiến, trải qua cả trăm trận với nhiều trận đánh lớn, kinh nghiệm đầy mình, ấy vậy mà lại bị một Lục Tốn vô danh đánh bại hoàn toàn tại Di Lăng. Ngoài những sai lầm về quân sự thì còn có 3 nguyên nhân chính sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là do chiến tuyến quá dài. Trước việc Đông Ngô chiếm mất Kinh Châu và giết Quan Vũ, Lưu Bị rất căm giận và đau lòng. Sau khi lên ngôi, ông liền đem quân tiến đánh về phía đông để báo thù trả hận. Năm 222 Công Nguyên, Lưu Bị thống lĩnh 4 vạn quân tiến đánh Đông Ngô, thề chặt đầu Tôn Quyền. Khởi đầu trận chiến, Lưu Bị đã giành được một số lợi thế khi quân Ngô của Lục Tốn kiên trì thế thủ và rút quân khỏi Di Lăng nhằm tránh tổn thất trước đạo quân nhà Thục đang vô cùng hăng hái. Quân Ngô phòng thủ chặt chẽ khiến Lưu Bị bị giữ chân ở Giang Bắc. Trong giai đoạn này, Lưu Bị đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong chiến tranh khi không nghe lời can gián của thuộc hạ mà lập liên trại kéo dài hơn 700 dặm từ Khiếu Đình đến Tý Quy. Lập liên trại với khoảng cách xa như vậy là điều tối kỵ đối với nhà binh. Hơn nữa, nếu Lưu Bị tận dụng thế mạnh cho quân thủy bộ cùng tiến thì quân Ngô rất nguy khốn, nhưng vua Thục Hán lại dồn hết quân thủy lên bờ, lập liên trại. Hơn nữa, khi đóng quân chọn rừng rậm nhiều cây để có bóng mát cũng là sai lầm, tạo điều kiện cho kẻ địch đánh hỏa công. Vật liệu dựng trại không dùng đất đá mà lại lấy cành cây làm vật liệu, nên khi quân Ngô nổi lửa, trại Thục nhanh chóng bị thiêu. Về phía đại đô đốc Lục Tốn, lựa chọn kế sách dùng lui làm tiến. Lưu Bị nhiều lần khiêu chiến nhưng quân Ngô nhất quyết không ra, nhằm dẫn dụ quân Thục dấn sâu vào địa phận Đông Ngô. Quân Thục trải qua một hành trình dài với nhiều trận đánh liên tục, thêm việc không hợp với khí hậu thủy thổ, khiến binh lính mệt mỏi rệu rã, dịch bệnh lây lan, lòng quân rối loạn. Khi thấy quân Thục đã mất hết sĩ khí, thời cơ đến, Lục Tốn đã phát động tổng lực phản kích, dùng hỏa công thiêu sạch hơn 40 đại doanh của Lưu Bị. Nguyên nhân tiếp theo là do Lưu Bị quá xem thường Lục Tốn, chủ quan khinh địch. Thời điểm Lưu Bị tiến đánh, Đông Ngô xảy ra nhiều biến cố khi liên tiếp mất đi những đại đô đốc kiệt xuất như Chu Du, Lỗ Túc và Lữ Mông. Trước đại đô đốc Đông Ngô khi ấy được giao cho Lục Tốn, Lưu Bị vì vậy mà cười nhạo hậu bối, cho rằng Lục Tốn thiếu kinh nghiệm trận mạc và chiến tích
cụ thể làm sao có thể đối đầu được với ông sau hàng loạt thắng lợi trong các trận giao chiến với Tôn Hằng, Hàn Dương. Với tâm lý chủ quan coi thường địch, Lưu Bị đã quên rằng vùng Giang Đông thường sản sinh ra nhiều anh hùng kiệt xuất, để có thể ngồi vào chức đại đô đốc của Đông Ngô thì ắt hẳn tài năng không tầm thường. Khởi đầu trận chiến, Lục Tốn kiên trì thế thủ, chủ động để quân Thục giành được lợi thế trước quân Ngô dễ dàng, khiến Lưu Bị thêm phần chủ quan. Ngay cả tướng lĩnh dưới quyền Lục Tốn cũng cho rằng tân đại đô đốc là kẻ nhát gan, sợ địch. Chiến thuật mà Lục Tốn áp dụng trong chiến dịch Khiếu Đình được các sử gia đánh giá giống như với Tào Quệ nước Lỗ thời Xuân Thu đánh bại Tề Hoàn Công. Đó là mặc cho quân địch xung trận lần đầu không xuất kích vì khi thế địch đang hăng. Bỏ qua quân địch xung trận lần thứ hai không ứng chiến khi nhuệ khí địch bắt đầu giảm. Đến lần ba khi quân địch xung phong, nhuệ khí đã cạn kiệt thì quân mình mới ra trận ứng chiến là đánh chắc thắng. Lục Tốn tuy đông quân hơn nhưng vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng, ứng phó trước sự nôn nóng của Lưu Bị, để cho Lưu Bị chiếm mấy trăm dặm đất với những điểm cao, nhưng cuối cùng bất ngờ phản công giành được toàn thắng. Chính vì sai lầm khinh địch của Lưu Bị đã khiến cả đội quân Thục tự chui vào biển lửa mà Lục Tốn đã kỳ công kiên nhẫn sắp đặt. Trận đại chiến này, quân Thục hầu như bị tiêu diệt hết toàn quân. Toàn bộ thuyền bè, vũ khí, vật tư quân dụng đều bị quân Ngô chiếm hết. Lịch sử gọi trận đánh này là Hào Đình chi chiến. Nguyên nhân thứ ba là Thục quốc trên dưới không đồng lòng. Nội bộ nhà Thục đa phần không ủng hộ việc phát động chiến tranh Thục Ngô. Một số tướng lĩnh ra can gián, đầu tiên là Triệu Vân. Ông cho rằng kẻ thù của Thục Hán là họ Tào chứ không phải là họ Tôn, nên phải đánh Tào Ngụy trước để phục hưng nhà Hán. Lưu Bị không nghe theo. Học sĩ Ích Châu là Tần Mật tiếp tục dùng thiên văn để can gián. Lưu Bị tức giận, tống giam Tần Mật. Tướng Hoàng Quyền cũng khuyên Lưu Bị không nên mạo hiểm thân chinh mà chỉ cần sai một viên tướng đi đông chinh. Bản thân Hoàng Quyền tình nguyện lãnh trách nhiệm đánh Ngô, nhưng Lưu Bị không chịu, nhất quyết thân chinh đi đánh Ngô. Ngay cả bách tính vùng Ích Châu cũng chỉ muốn tập trung an cư lập nghiệp, không muốn cuốn theo dòng xoáy chiến tranh của các thế lực. Thực ra Lưu Bị đánh Ngô hoàn toàn là đang đánh giá quá cao bản thân mình. Đối với một người luôn thực tế như Lưu Bị, vì sao bỗng trở nên sốc nổi như vậy? Thực ra là bởi thắng lợi ở trận Hán Trung. Lưu Bị cho rằng bản thân lúc này thực sự đã mạnh lên rất nhiều. Đến Tào Tháo còn không phải là đối thủ của mình. Cần phải biết rằng Tào Tháo là thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ. Nếu ngay cả Tào Tháo cũng có thể đánh bại, vậy thì Lưu Bị tất nhiên chẳng xem Tôn Quyền ra gì. Dẫu sao thì Tôn Quyền cũng không bằng Tào Tháo về mọi mặt. Vì vậy, ngay cả khi Kinh Châu bị mất, Quan Vũ bị giết thì Lưu Bị vẫn nghĩ mình mạnh hơn Tôn Quyền rất nhiều, quyết tâm đi đánh mà không nghe bất cứ lời khuyên nhủ của ai. Thêm một lý do chí mạng khác là ở việc chuẩn bị trước trận chiến, Lưu Bị cũng làm rất qua loa. Thậm chí còn không tiến hành hoạt động luyện binh, cũng không vạch ra kế hoạch tác chiến chu toàn. Hầu như là một đoàn người cứ vậy mà cưỡi ngựa phi thẳng tới Đông Ngô. Trong tình hình này, cho dù có Gia Cát Lượng ở bên ra kế sách, thực ra cũng vẫn là lành ít dữ nhiều. Bởi Đông Ngô sớm đã chuẩn bị chu toàn hơn rất nhiều, cộng thêm năng lực của Lục Tốn cũng không tầm thường, vì vậy mà có thêm Gia Cát Lượng cũng vẫn vô dụng. Hơn nữa, tài năng quân sự của Gia Cát Lượng hoàn toàn không lợi hại như nhiều người nghĩ. Mặc dù Gia Cát Lượng nổi tiếng cẩn trọng, có thể giúp quân đội Thục Hán chặt chẽ, có tổ chức hơn, nhưng với tài năng quân sự của Lục Tốn thì Thục Hán vẫn sẽ ở trong tình thế bất lợi. Bởi dẫu sao thì quân Thục cũng là đội khách, rất khó duy trì được lâu dài. Hơn nữa, bản thân Gia Cát Lượng bắc phạt trận nào thua trận đấy. Ngoài một vài nguyên nhân khách quan ra thì có thể thấy rằng tài năng quân sự của ông cũng không mạnh lắm. Đây cũng là lý do vì sao Lưu Bị luôn để ông trấn thủ hậu phương, bởi đây mới chính là sở trường của ông. Trên đây là những lý do khiến Lưu Bị, dù dày dặn kinh nghiệm từng đánh trăm trận nhưng lại thất bại trước một hậu bối Lục Tốn. Tuy nhiên, nếu nhìn lại tổng thể các trận chiến mà Lưu Bị tự cầm quân, sẽ thấy cũng giống như những gì Lục Tốn nhận xét. Lưu Bị cả đời đánh trận đều là thất bại. Hậu quả và bước ngoặt lịch sử từ trận Di Lăng. Thất bại Di Lăng đã giáng một đòn nặng nề đối với cá nhân Lưu Bị và chính quyền Thục Hán mới thành lập. Sức quân, sức nước của Thục Hán bộc lộ suy yếu rõ ràng. Bản thân chính quyền tự xưng là kế thừa ngôi chính thống của nhà Đông Hán bắt đầu đi vào con đường gập ghềnh. Thục và Ngô vốn yếu hơn, phải hợp sức mới có thể chống được Ngụy.
Tuy nhiên, do nóng lòng trả thù cho em, Lưu Bị đã đẩy Tôn Quyền về phía Tào, đặt nền móng cho việc nhà Ngụy thống nhất Trung Nguyên sau này. Còn về phần mình, vì hối hận trước hàng loạt sai lầm của bản thân, Lưu Bị không dám về Thành Đô nữa, mà ở lại thành Bạch Đế, ôm bệnh rồi mất một năm sau. Lại nói về Đông Ngô, ngay sau khi giành chiến thắng trong trận Di Lăng này, Tôn Quyền chẳng những không nhân cơ hội đó để thâu tóm Thục Hán, mà còn chủ động giảng hòa. Có ý kiến cho rằng, trong thời đại quần hùng tranh bá, cá lớn nuốt cá bé như giai đoạn Tam Quốc, một vị quân chủ tham vọng như Tôn Quyền có lẽ từ lâu đã có dã tâm thôn tính thế lực của Lưu Bị. Vậy liệu rằng đâu là lý do khiến ông từ bỏ cơ hội ngàn năm có một vào năm ấy? Theo quan điểm của chuyên trang phân tích lịch sử Quilushi của Trung Quốc, việc Tôn Quyền phải cắn răng buông tha cho miếng mồi béo bở là Thục Hán xuất phát từ hai nguyên nhân chủ chốt dưới đây. Nguyên nhân thứ nhất, Thục Hán dù bại trận nhưng vẫn đủ thực lực để phòng thủ. Mặc dù đại bại trong trận Di Lăng Khương Đình, sau khi ấy quân Thục chỉ mới mất đi khoảng 4 vạn quân, vẫn còn hai đội quân tinh nhuệ mà Lưu Bị không hề động tới. Đó là đội quân trấn thủ do Gia Cát Lượng thống lĩnh ở Thành Đô, hai là đội quân do Ngụy Diên thống lĩnh phòng thủ quân Tào ở Hán Trung. Toàn bộ các tướng chỉ huy trong chiến dịch Di Lăng đều tử trận, đó là Mã Lương, Trương Nam, Phùng Tập, Phó Đổng. Thế nhưng Thục Hán khi ấy vẫn còn hàng loạt nhân vật không thể xem thường, đó là Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Mã Đại. Vì vậy khả năng phòng thủ của Thục Hán bấy giờ vẫn còn. Ngoài ra Thục Hán còn sở hữu đội quân tinh nhuệ trấn thủ tại Tây Xuyên. Sự lợi hại của đội quân ấy được bộc lộ khi Thục Hán sắp diệt vong. La Hiến chỉ dùng mấy ngàn tinh binh trong đội quân, liền có thể kìm chân đại quân hàng chục ngàn binh mã của tướng Đông Ngô là Lục Kháng suốt hơn nửa năm dài. Huống chi thời điểm thất bại Di Lăng, các tướng kiệt xuất của Thục Hán vẫn còn đó. Vì vậy Tôn Quyền muốn thừa thắng, thôn chiếm miếng mồi ngon này không phải là điều dễ dàng. Nguyên nhân thứ hai, Đông Ngô vẫn cần đề cao cảnh giác với Tào Ngụy. Sau chiến thắng vang dội của Lục Tốn tại Di Lăng, Tôn Quyền đã chủ động phái sứ giả tới thành Bạch Đế để gặp Lưu Bị cầu hòa. Hơn ai hết, Tôn Quyền hiểu sâu sắc thực lực của cả Đông Ngô và Thục Hán, không phải là đối thủ của tập đoàn chính trị Tào Ngụy. Chiến thắng tại Di Lăng kết thúc sự e ngại của ông về việc nhà Thục mở rộng về phía Kinh Châu, nhưng nếu tiếp tục đối kháng với Lưu Bị sẽ là cơ hội béo bở cho đối thủ mạnh nhất, nguy hiểm nhất là Tào Ngụy hưởng lợi và dễ dàng thống nhất thiên hạ. Vì vậy Tôn Quyền lo lắng việc Tào Phi cho quân đánh lén Đông Ngô hơn là thừa thắng thôn tính Thục Hán. Hơn nữa, khi tình thế đã hình thành thế chân vạc của cục diện Tam Quốc, Tào Ngụy vẫn được coi là thế lực cường đại nhất. Muốn trụ lại trên võ đài lịch sử, Đông Ngô và Thục Hán chỉ có lựa chọn duy nhất là liên minh kháng Tào. Mặt khác, từ lâu Tào Ngụy đã luôn xem Đông Ngô là mục tiêu tấn công chủ chốt trong việc tranh đoạt thiên hạ. Thực tế lịch sử đã chứng minh, năm xưa khi vừa mới xưng đế, Tào Phi liền đem binh đánh dẹp Tôn Quyền. Vị quân chủ này khi ấy thức thời lấy lui làm tiến, xưng thần cầu hòa, như vậy mới có thể tạm thời ổn định mối quan hệ với đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, vào thời điểm diễn ra trận Di Lăng, Tào Phi đã từng đưa đề cập, yêu cầu để Tôn Quyền đưa con trai tới Lạc Dương làm con tin, đồng thời cũng điều động binh mã tập trung dọc bên bờ Trường An để bình tĩnh xem thế cục. Do đó việc Tôn Quyền một mực lo lắng đề phòng Tào Ngụy cũng không phải là không có lý do. Vì vậy nên ngay sau khi giành chiến thắng tại Di Lăng, ông đã vội vã thu quân và tức tốc điều động binh mã về Trường Giang để đối phó. Thiết nghĩ nếu như lúc đó Tôn Quyền thừa thắng tiếp tục đánh chiếm Thục Hán như Tào Phi chắc chắn sẽ đánh lén Đông Ngô. Nếu tình thế diễn ra theo chiều hướng này, tập đoàn chính trị của Tôn Quyền sẽ rơi vào cảnh hai đầu chiến tuyến đều là địch, cục diện vô cùng bất lợi, hậu quả càng khó có thể tưởng tượng nổi. Vì vậy có thể nói việc Tôn Quyền chủ động cầu hòa cùng Thục Hán, ngay cả khi đã giành chiến thắng ở trận Di Lăng, chung quy vẫn là một quyết định hết sức thức thời và sáng suốt.